Vì cao nhân khiến cho hàng tính cả đời bái phục trước khi mất để lại câu nói lưu truyền thiên cổ. Hàng tính là khai quốc công thần của nhà Hán, là vị tướng lĩnh nổi trội nhất cuối thời nhà Tần, đầu thời nhà Hán. Nếu nói đến tài năng quân sự thì chỉ có duy nhất Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là đứng ngang hàng với ông, thậm chí ông còn được tôn xưng là Binh Tiên. Là một kỳ tài quân sự, hàng tính khó tránh khỏi lúc kiêu ngạo những người có thể khiến ông bái phục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông từng nói với Lưu Bang rằng, Ngài nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy 10 vạn binh mã, nhưng hàng tính ta lại không có giới hạn. Tuy nhiên, có một vị cao nhân khiến cho hàng tính bái phục từ sâu thẳm tâm can, từng để lại một câu nói lưu truyền thiên cổ, sau khi mất được người đời tôn xưng là thần. Lý Tả Sa là cháu trai của danh tướng Lý Mục nhà Triệu cuối thời chiến quốc, từ nhỏ đã đam mê binh pháp, các loại thư tịch mưu lược. Khi trưởng thành thì trở thành mưu thần bên cạnh triệu vương, vì công lao to lớn mà được phong làm quản vũ quân. Khi Lưu Bang và Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ, triệu vương cảm thấy thế lực của Hạng Vũ tương đối lớn mạnh, cho nên đứng về phía của ông, Lưu Bang phái hàng tính dẫn theo hơn vạn quân binh đánh đến nước triệu, muốn một lần chiếm nước triệu, tăng cường lực lượng chiến đấu với Hạng Vũ. Và theo sự ký ghi chép, Triệu Vương phái thành an quân Trần Dư làm thống soái, Lý Tả Sa làm phó soái, xuất lãnh gần 12 vạn binh mà ứng chiến. Lần này hàng tính chinh chiến xa, vì vậy lương thực không đủ để kéo dài thời gian. Nếu như không tốc chiến tốc thắng, cuối cùng sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng bị động, thậm chí toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Lý Tả Sa hiểu rõ hoàn cảnh của quân Hán, ông đề cập đến sách lược, nghi thủ bất nghi công, nên thủ không nên công. Ngoài ra thì còn muốn tự thân dẫn binh chặt đứt đường lương thảo của hàng tính. Trần Dư quá kinh địch, cho rằng binh lực của bản thân nhiều hơn quân Hán không hề kiên kỳ. Hàng tính kiên quyết từ chối kiến nghị của Lý Tả Sa. Thông qua suy tính cẩn thận trước sau, Hàng tính quyết định phái một số tinh binh dẫn dụ quân chủ lực của nhà Triệu. Sau đó thì nhân cơ hội này dẫn binh công đánh đại bản doanh của địch, một trận có thể phá tan nồng cốt quân đội của nhà Triệu, thuận thế bắt sống Triệu Vương. Sau khi phá thành, Hàng Tính ra lệnh cho binh sĩ giáng cáo thị khắp thành, chỉ cần ai bắt sống được Lý Tả Sa sẽ ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh không được làm tổn thương đến người, rất nhiều dũng phu đều cực lực tìm kiếm vì số tiền thưởng, Lý Tả Sa rất nhanh bị bắt đưa đến trước mặt của hoàng tính, Hàng tính giữ đúng lời hứa ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, rồi đích thân cởi trói cho Lý Tả Sa, dùng lễ đối với sư phụ để tiếp đãi ban đầu lý tả sa thà chết không chịu nói một câu nhưng thành ý của hàng tính đã làm cho ông cảm động buông bỏ hận thù trong lòng trở thành mưu sĩ mà hàng tính tin cậy nhất cũng có người nói hàng tính bái ông làm sư từ đó về sau thì lý tả sa cống hiến vô số kế sách giúp cho hàng tính tiêu diệt nước yến mà không tốn nhiều sức tiếp theo thì ông giúp cho hàng tính bình định nước tây tạo ra chiến tích huy hoàng khiến hậu thế phải quỳ xuống bái lại sau khi lưu bang đăng cơ hoàng đế thì hàng tính công cao chấn chủ bị giáng chức xuống làm hoài âm hầu. Dù vậy, kể từ đó Lưu Bang vẫn không yên tâm, triệu lý đã Sa vào kinh thành để ông phụ tá cho thái tử Lưu Doanh. Sau khi hàng tính bị lã trị tức là lã hậu hại chết, Lý Tả Sa vô cùng đau lòng. Ông lựa chọn từ quan quy ẩn. Ông đã để lại một câu nói thế này. Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. Ngu giả thiên lự, nhất hữu nhất đắc người thông minh suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần thất thủ kẻ nhu dốt suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần đắc thủ. Ngoài ra, thì Lý Tả Sa còn để lại một bộ binh thư nổi tiếng mang tên là Quảng Vũ Quân sau khi ông mất được người đời tôn xương là bạc thần, tức là thần làm mưa đá. Mặc dù hàng tính kiêu ngạo vì tài năng của bản thân, nhưng khi gặp được nhân tài chân chính, ông không ngần ngại cúi đầu, đồng thời bái làm mưu sĩ, mưu sự sâu trướng. Vậy nên sau này thì ông được xây dựng sự nghiệp vĩ đại với vô số công lao to lớn. Còn Lý Tả Sa ngoài tài năng quân sự vượt bậc, thì ông còn biết buông bỏ hận thù, không tính toán những chuyện đã qua. Đây cũng được gọi là một đức tính khó ai sánh được. Lý Tả Sa để lại câu nói lưu truyền thiên cổ: trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc. Tức là người thông minh suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần thất thủ, còn kẻ ngu dốt suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần đắc thủ. Sau đó thì từ quan quy ẩn, càng chứng tỏ ông là một người vô cùng trí tuệ, hiểu được đạo buông bỏ, vì thế sau khi mất được tôn xưng là thần, thật rất xứng đáng cho hậu thế. noi theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bài